Tờ Bloomberg đưa tin, hãng xe điện Trung Quốc là BID đang có kế hoạch sản xuất các dòng xe của họ ở Việt Nam. Chủ tịch BID là Wang Chu An Phu cho biết, ông hy vọng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để BID hoàn thành các thủ tục đầu tư để có thể nhanh chóng bắt đầu sản xuất xe điện để bán tại địa phương và các khu vực khác của Đông Nam Á. Nguồn tin cho biết, công ty có kế hoạch hình thành một chuỗi cung ứng địa phương. Người phát ngôn của BID đã xác nhận qua email về kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam với Bloomberg. Dẫu vậy, người này không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết đầu tư nào. BID là thương hiệu xe điện lớn nhất Trung Quốc. Công ty hiện cũng đang xây dựng cơ sở sản xuất ở nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan. Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đang xem xét thêm các địa điểm gồm Philippines và Indonesia cho một nhà máy mới ở Đông Nam Á, bên cạnh Việt Nam. Công ty đã bán được 210.295 xe trong tháng 4, gấp đôi so với một năm trước nhưng chỉ cao hơn một chút so với tháng trước trong khi hầu hết doanh số bán hàng đến từ thị trường Trung Quốc, BID đã mở rộng ra nước ngoài ở châu Á, cũng như châu Âu và châu Mỹ Latin. Xuất khẩu chiếm khoảng 6% doanh số bán xe điện của hãng. Tháng trước, tờ Nikkei đưa tin, nhà sản xuất ô tô điện BID của Trung Quốc đang dự tính sẽ vượt mặt đối thủ Tesla về doanh số xe điện toàn cầu ngay trong năm nay. Để làm được điều này, họ nhắm tới tăng năng lực sản xuất để tăng gấp đôi sản lượng bán hàng với tất cả các dòng xe ô tô trong năm nay. Mục tiêu của chúng tôi khởi đầu ở mức 3 triệu chiếc, Chủ tịch BID là Wang Chu An Phu nói trong hội thảo với các nhà đầu tư diễn ra ở Hong Kong vào tháng trước. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng BID hy vọng sẽ tăng gấp đôi doanh số bán ra năm ngoái, đạt mức 3 triệu 6 chiếc. Con số này bao gồm cả các xe xuất khẩu. BID đã dừng sản xuất các dòng xe chạy xăng vào hồi tháng 3 năm 2022 để tập trung vào các dòng năng lượng mới như xe điện và xe hybrid. Công ty này không tiết lộ chi tiết doanh số trong năm nay, nhưng dựa trên tỷ lệ của năm 2022, họ sẽ có thể bán 1 triệu 7 xe điện chở khách trong năm 2023, áp sát mục tiêu 1 triệu 8 xe điện của Tesla. BID đặt mục tiêu đuổi kịp Tesla nhờ mở rộng sản lượng đầu ra. Tổng năng lực sản xuất của họ đạt 2 triệu 9 chiếc vào năm ngoái, Zhejiang Security dự đoán. Công ty này cũng nói rằng nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể đẩy năng lực sản xuất lên 4 triệu 3 chiếc trong năm nay. BID dường như đang bổ sung thiết bị và nhân sự để đáp ứng mục tiêu sản lượng đầu ra 3 triệu 6 xe. Công ty cũng mong đợi chi phí sản xuất và thu mua thấp hơn, thông qua quy mô kinh tế. Hiện không rõ liệu BID có hạ giá xe hay không nhưng việc tiết kiệm chi phí sẽ cho phép họ chi tiêu mạnh hơn vào quảng cáo bán hàng. Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong năm nay. Sự mở rộng quy mô sẽ cho chúng tôi những lợi thế nhất định. Công ty xe ô tô này cũng lên kế hoạch ra mắt thương hiệu xe xa xỉ Giang Quang vào năm nay. Mẫu đầu tiên được ra mắt là dòng thể thao U8 đi kèm với công nghệ như kiểm soát độc lập 4 bánh để tăng an toàn và ổn định. Giá xe dao động từ 2 tỷ 721 triệu đến 5 tỷ 114 triệu. BID sau đó sẽ tiếp tục ra mắt một siêu xe thể thao điện. Nhà sản xuất Trung Quốc đang nhắm tới phân khúc trung bình với các dòng xe từ 200 đến 600 triệu. Mảng xe cao cấp vẫn rất mới mẻ với BID, nhưng đó chính xác là những gì họ cần để đấu với mẫu Model X SUV của Tesla. BID công ty tấn công vào mảng xe điện, vào năm 2003 đã mài dũa năng lực công nghệ của mình, bằng cách học hỏi từ những nhà sản xuất nước ngoài. Công ty này đã mở trung tâm thiết kế vào năm 2019 tại trụ sở ở Thâm Quyến, và tuyển những nhân tài hàng đầu bao gồm cả cựu nhà thiết kế của Audi là Winfergang Eger. Tôi tin rằng tác động sẽ nhỏ miễn là hoạt động kinh doanh và mở rộng thị phần diễn ra suôn sẻ ông Wang nói. BID đã vượt qua Volkswagen vào năm ngoái về vốn hóa thị trường và đứng ở mức 99 tỷ USD vào cuối tháng 3 để xếp thứ ba trong số các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Công ty Trung Quốc chỉ xếp sau Toyota Moto ở vị trí thứ hai, có giá trị vốn hóa thị trường là 231 tỷ USD vào cuối tháng 3, và Tesla được xếp hạng cao nhất ở mức 656 tỷ USD.